Johnny Đặng, vua Kim Hoàn gốc Việt ở Mỹ, xuất thân từ thời sửa đồng hồ. Johnny Đặng là nhân vật tầm cỡ trong giới chơi trang sức, đặc biệt với các rapper. Trong âm nhạc và văn hóa đại chúng, cái tên này cũng được nhắc tới rất nhiều qua những bài hát đình đám của Big Up, Gucci Mane, Lil Pump. Thế nhưng ít ai biết rằng, ban đầu Đặng chỉ là một thợ kim hoàn tại khu chợ trời dành cho những người Việt ở Houston, Texas, với mức lương chỉ đủ sống qua ngày. Bằng tay nghề khéo léo và sự chăm chỉ nhiệt tình, anh đã có được vị trí như hiện tại, ông vua kim hoàn gốc Việt trên đất Mỹ, thợ sửa trang sức ở chợ trời. Johnny Đặng chào đời tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào năm 1974. Từ thời niên thiếu, Đặng đã theo học nghề kim hoàn theo lời khuyên của cha. Cha của Đặng đến Mỹ từ năm 1987. Vài năm sau đó, cả gia đình anh đã rời Việt Nam đến thành phố Houston thuộc bang Texas theo diện bảo lãnh. Đặng nói, đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài. Khi thấy một xa lộ 2 tầng, tôi đã không tin nổi vào mắt mình. Người họ hàng của Đặng có một cửa hàng sửa đồng hồ trang sức nhỏ ở khu chợ trời tại Houston, nên anh đã theo phụ sửa đồng hồ, nữ trang với mức lương chỉ khoảng $100, tương đương tầm 2,3 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, Đặng nhanh chóng nhận ra có nhiều điểm khác biệt giữa các chế tác, các mẫu trang sức ở Mỹ với những gì anh từng được học ở Việt Nam. Theo Đặng, phần lớn đồ trang sức ở Việt Nam và châu Á thường được chế tác bằng phương pháp thủ công, trong khi ngành sản xuất trang sức ở Mỹ được tự động hóa hơn với những thiết bị chế tác hiện đại. Anh nhanh chóng tự học cách sử dụng những công cụ mới này. Với bản tính siêng năng, chăm chỉ, Đặng đã mở được một cửa hàng trang sức nhỏ cho riêng mình vào năm 1998, lấy tên là TV Jewelry. Trong đó, T là Tuấn, tên tiếng Việt của Đặng, còn V là Việt Nam. Bước ngoặt mở ra khi một bác sĩ nha khoa nhờ Đặng gắn một viên kim cương lên chiếc răng sứ theo yêu cầu khách hàng của ông. Johnny Đặng chợt nhận ra đây là cơ hội tuyệt vời bởi phụ nữ Mỹ thời đó rất thích gắn kim cương lên răng làm trang sức. Đặng quyết định tạo ra một loại trang sức đặc biệt, trang sức cho răng. Anh cho biết trước đây người Việt Nam cũng thường có thói quen bọc răng bằng vàng để bảo vệ răng, làm đẹp cũng như là để giữ của. Bằng số vốn ít ỏi cộng với kinh nghiệm bọc răng vàng đã học được ở Việt Nam, Johnny Đặng đã bắt đầu tạo ra những trang sức bọc răng đầu tiên. Trong 6 tháng đầu tiên, anh thu về lợi nhuận $500. Thành công nhờ các ngôi sao nhạc rap. Cuộc đời của Đặng chỉ thực sự bước sang trang mới nhờ cuộc gặp gỡ Power, rapper kiêm doanh nhân vào năm 2002. Thời điểm đó, grill, đồ trang sức trên trang đã trở thành xu hướng toàn cầu với các rapper. Power đã tìm đến cửa hàng của Đặng và bị ấn tượng bởi cách làm grill mà không cần mài răng, một kiểu không thực sự phổ biến của lúc bấy giờ. Với mối quan hệ và tầm hiểu biết của mình, Power đã đưa Đặng tiến sâu hơn vào sân chơi hip-hop. Nhờ tầm ảnh hưởng từ World, nhiều rapper đã tìm đến cửa hàng của thợ kim hoàn gốc Việt. Theo NBC News, những món đồ trang sức cho rapper là thị trường sinh lợi lớn trong ngành công nghiệp này. Sự phô trương là không giới hạn và điều đó thúc đẩy mức giá sản phẩm tăng chóng mặt. Kể từ lần bén duyên đó trong gần 20 năm sự nghiệp của mình, Johnny Đặng đã phục vụ hàng nghìn khách hàng, trong đó có những nghệ sĩ tên tuổi thuộc đẳng cấp thế giới như Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Madonna, Kelly Watts. Đặng được cho là nguồn cảm hứng đằng sau bản Grill năm 2006 của Nelly, bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 2006. Trong MV, nếu để ý kỹ, bạn cũng sẽ thấy Johnny Đặng xuất hiện. Trên trang cá nhân, Đặng cũng thường chia sẻ hình ảnh chụp cùng loạt nghệ sĩ nổi tiếng với bộ grill lấp lánh khi họ đến thăm cửa hàng Johnny Đặng & Co. rộng tới 1.400m² của anh. Hàng tuần, chúng tôi làm 20-30 chiếc theo yêu cầu với khoảng 15.000-20.000 viên kim cương. Đặng nói về lượng đơn khổng lồ mà anh cùng khoảng 50 nhân viên nhận được. Trong số này, nhiều người nổi tiếng với lịch trình bận rộn, đòi hỏi Đặng và đội ngũ làm việc phải đẩy nhanh tốc độ hết cỡ, nhưng vẫn đảm bảo sự tinh xảo của thành quả cuối cùng. Beyoncé từng yêu cầu Đặng làm bộ grill, phục vụ việc quay MV ngay hôm sau. Anh và đội ngũ của mình phải trắng đêm để hoàn thành nó. Lần khác, Travis Scott đặt Đặng làm một bộ grill mới để diện tại Super Bowl 55. Đây cũng là đơn đặt hàng hỏa tốc. Anh kể, chúng tôi đã hoàn thành nó ngay trước thềm Super Bowl. Scott hoàn toàn hài lòng khi đeo bộ grill mới trong màn trình diễn giữa giờ. Ngoài các bộ grill, những trang sức do Đặng làm cũng khiến giới nổi tiếng mê mẩn. Khoảng 2 năm trước, anh được Cardi B mời tới nhà để bàn về món quà đặc biệt cho Culture, con gái của nữ rapper. Sau 3 ngày thiết kế và thực hiện, thành phẩm cuối cùng cũng hoàn thành. Đó là chiếc vòng cổ có ghi tên Culture sử dụng vàng trắng, vàng hồng và kim cương trắng với tổng trọng lượng 2,5 carat. Bí quyết thành công của ông vua Kim Hoàn. Theo Forbes, thành công của Đặng đến từ tư duy không ngừng đổi mới, những ý tưởng độc đáo và khả năng bắt kịp xu hướng thời thượng của thợ kim hoàn này đã giúp cho các khách hàng tạo thêm dấu ấn cho riêng mình. Ngay từ đầu, Đặng đã muốn tạo ra những món đồ có 102. Anh sử dụng những viên kim tròn hay có màu sắc lạ để làm đồ. Các khách hàng, đặc biệt là giới rapper, rất thích điều này. Đặng trả lời trên Forbes, với mọi công việc kinh doanh, mang tới sự mới mẻ cho khách hàng luôn là điều quan trọng nhất, bạn phải khiến họ muốn quay trở lại. Chẳng ai mua hai món đồ giống hệt nhau. Nếu bạn mua nhẫn trừ nhẫn đôi, chẳng ai muốn chúng giống y nhau, và grill cũng vậy.
Tôi đã thử nghiệm nhiều kiểu grill, một vài trong số này thành công. Tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu thêm để biết thị trường cần gì, liên tục thử những điều mới và học hỏi thêm kỹ thuật cao là điều khiến các đối thủ cạnh tranh không thể bắt chước tôi. Ngoài ra, một trong những điều khiến Đặng được lòng giới nổi tiếng là cách ứng xử của anh. Đặng quan niệm không được phân biệt người nổi tiếng và người thường về cả giá cả lẫn thời gian chờ đợi. Cả hàng dài người nổi tiếng đặt lịch để có món trang sức từ cửa hàng của Đặng. Tuy nhiên, anh đã đào tạo nhân viên đối xử với tất cả khách hàng đều như người nổi tiếng. Sự công bằng này giúp cửa hàng của Đặng có những vị khách thân thiết suốt hơn 15 năm. Mặt khác, Đặng cũng loại bỏ tư tưởng ăn tiền với nổi tiếng khỏi đầu. Anh kiên quyết không tăng giá sản phẩm của mình chỉ vì khách hàng là người nổi tiếng. Đặng chia sẻ rằng một số thợ sẽ tính phí gấp đôi cho món đồ giá 30.000 đô la chỉ vì họ biết khách là ngôi sao. Tôi không như vậy, tất cả đều như khách quen của tôi. Bạn không nên tính phí gấp đôi cho khách hàng vì đó là người nổi tiếng. Những lời khuyên sâu sắc. Ngày nay, Johnny Đặng sở hữu một trong những chuỗi cửa hàng trang sức đá quý nổi tiếng nhất tại Mỹ sau hơn 20 năm lập nghiệp trên đất Mỹ. Tài sản ròng của anh ước tính đạt khoảng 27 triệu đô. Anh thường chia sẻ về ước vọng làm giàu. Nếu tôi có thể thành công, thì anh cũng như mọi người đều có thể làm được như vậy, đặc biệt là những người sống ở Hoa Kỳ vì nơi đây có rất nhiều cơ hội. Ngoài ra, Đặng còn khuyên giới trẻ hãy làm việc chăm chỉ và yêu thích những gì bạn làm, không bao giờ tự cho mình được buông lơi. Sự thành công không phải lúc nào cũng kéo dài. Nếu bạn tự mãn, bạn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nếu bạn không muốn trở thành người vô danh, chỉ tỏa sáng một lần rồi biến mất. Đặc biệt, Đặng còn khuyên người kinh doanh đừng quên đóng góp cho xã hội. Bản thân anh ngoài việc tổ chức các buổi tặng từ thiện cho trẻ em Texas, anh còn giúp đỡ trẻ em ở Việt Nam qua tổ chức Journey Charity. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về quê hương, Đặng nói: "Tôi rất nhớ và yêu quê hương. Đó là nơi tôi sinh ra. Tất cả các bạn đều có cơ hội. Hãy một lần đến Việt Nam để cảm nhận con người và văn hóa nơi đây."